Hướng tới kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động tuần lễ mặc áo dài nhằm lan tỏa thông điệp về giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của áo dài Việt. Hưởng ứng tuần lễ áo dài, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động sự kiện này và trao triển trang phục áo dài. Đến dự có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với chủ đề áo dài di sản văn hóa Việt Nam, tuần lễ áo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 tới tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của áo dài trong đời sống đương đại, khơi dậy khát vọng, niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ áo dài của thế hệ hôm nay. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ưu tiên mặc áo dài trong các dịp hội nghị, tổ chức hội thi áo bà ba từ truyền thống đến hiện đại, nét duyên áo dài. Phát động phong trào quyên góp chia sẻ áo dài thông qua mô hình áo dài tặng chị, góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài trong đời sống hàng ngày. Tại lễ phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và 500 học sinh trường Trung học phổ thông Vị Thanh biểu diễn tiết mục đồng diễn trang phục áo dài, tiết mục góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài và lan tỏa tình yêu dành cho quốc phục của dân tộc. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt của trường.